Thứ bảy, phương pháp nhẫn nhục. Giữa rừng núi âm u, nơi miền thất sơn hùng vĩ, mỗi khi khách du hành để bước đến, ai cũng thấy lòng mình thanh thoát lân lân, và tin nơi đây sẽ có những gì thiêng liêng quyền bí. Ông Nguyễn Văn Phẩm, người quê ở quận Cao Lãnh, nay thuộc tỉnh Kiến Phong, bởi sớm nhận xét cảnh đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên ông tách rời gia đình, tìm đến non Thiên Cẩm Sơn để lo bề tu tâm dưỡng tánh. Sau khi viếng qua các thắng cảnh, ông Phẩm dừng chân tại đá dựng cùng một vài bạn đạo lo việc tu hành. Một buổi chiều tà, mây trắng tỏa trùm phủ cả rặng cây vách đá, gió thu thổi nhẹ nhẹ làm mát dịu lòng người. Ông Phẩm ra đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu theo con đường xuống núi, bỗng thấy một đoàn người từ phía chân núi tiến lên. Khi đến gần, ông Phẩm thấy người đi trước hướng dẫn tuổi độ 20, tướng mạo cao ráo, trông ra dáng khoan nhã, da trắng mặt hồng đỏ, lộ đầy vẻ trang nghiêm khí phách. Người ấy chính là Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn năm người đi sau là tín đồ của ngài. Qua lời chào hỏi, ông Phẩm bắt đầu thầm kính đức thầy. Hôm ấy đoàn người nghỉ đêm tại đây. Sau thời cúng tấu, Đức Thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Trong thời pháp ấy, ngài nói rất nhiều, nhưng ông Phẩm còn nhớ được một câu của ngài khuyên: các ông tu hành nên chừa cho được tánh nóng giận mới mong kết quả. Đoạn rồi ngài đặt câu hỏi: nếu có ai đem cho mình một món quà mà mình một mực từ khước, thì họ phải làm sao? Ai nấy đều không hiểu ý như thế nào, nên đều lặng thinh hết. Ngài bè nói tiếp: nếu mình không lãnh thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình mà mình nhịn được, lòng không chút sân hận, tất nhiên bao nhiêu nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang. Viết theo lời ông Nguyễn Văn Phẩm. Phụ bạc: xưa nay những trạng huống chia rẽ, bất công, chém giết quán thù nhau thường xảy ra trong xã hội, đều do lòng sân hận mà ra. Kinh Phật bảo: tiếng nói trong cơn giận còn bé hơn dao búa, nó đoạn tiệt tình nghĩa giữa thân bằng quý khổ một cách quá đớn đau chua xót. Khi giảng về thập ác, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã bảo: tánh sân nổ thường làm báo ngược nên loài người ở cõi thế gian, giận hờn nhau thù quán dày tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Đối với người tu hành, phải xem tính nóng giận là món phiền não căn bản và tai hại vô cùng. Nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ quả quyết rằng: tu còn ai ô sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần. Sân si phỏng có điều thế mận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Thật vậy, phải có đức tánh nhẫn nhục, người tu mới chừa được tánh nóng giận, như Đức Giáo Chủ thường hằng khuyên: ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người
Cho nên kẻ hành đạo có rèn được đức tánh nhẫn nhục mới trừ được lòng sân hận. Mà lòng sân hận chẳng còn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia không do đâu phát khởi. Nếu được thế thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Do đó mà Đức Thầy dạy ông Phẩm và các tín đồ nên trừ cho được tánh nóng giận. Nam Mô A Di Đà Phật.